Đây là bộ phim kinh điển, bộ phim dựa trên tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh điển cùng tên. Những người đã xem nó đã đưa ra đánh giá, một kiệt tác khoa học viễn tưởng khác ra đời. Phim rất hay, liên kết chặt chẽ với nhau, đúng là chuyển thể từ tác phẩm kinh điển, cả hiệu ứng và cốt truyện đều tốt, là một bộ phim rất hay đáng xem. Nếu như không hay thì cứ đánh tôi, bởi vì thế giới quan của bộ phim to lớn. Tôi đề xuất mọi người theo dõi phần review phim của tôi trước. Lúc này, trái đất vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Người nông dân sau một ngày bận rộn với công việc, chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên con chó sủa lên. Còn anh ấy thì vẫn đang nghe điện thoại, căn bản không cảm thấy sau lưng đang xảy ra dị thường. Ngay sau đó, máy bay kia thế mà dừng lơ lửng giữa không trung. Điều kỳ lạ hơn nữa là nó cũng có thể hạ cánh thẳng đứng. Đồng thời, có chuyện tương tự đang xảy ra ở thành phố New York. Tất cả các thiết bị liên lạc của người dân đều bị gián đoạn. Trong lúc mọi người vẫn đang thắc mắc không hiểu, cảnh kỳ lạ lại một lần nữa xuất hiện. Mọi người đều nhìn lên bầu trời, chỉ thấy máy bay giống như bị ma nhập, từ từ đáp xuống theo phương thẳng đứng từ khoảng trống của tòa nhà cao. Nhìn thấy cảnh này, mọi người nhanh chóng tản ra. Ngay sau đó, gió thổi mạnh, cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Những người hiếu kỳ đã lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này. Không chỉ xuất hiện ở các thành phố Paris và London, hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở các thành phố lớn trên thế giới. Khi mọi người lại nhìn lên bầu trời, một vật thể khổng lồ dần hiện ra trước mặt mọi người. Rõ ràng, nền văn minh ngoài hành tinh đã xâm chiếm trái đất. Rất nhanh, trên bản tin thời sự đã đưa tin hiện tượng này. Chuyện này bao gồm hơn 40 thành phố trên khắp thế giới. Quân đội các nước nhanh chóng bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Mọi người ngay lập tức hoảng loạn, nhưng chúng không tấn công con người. Nhưng phương thức xâm nhập này, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi hơn. Khi cả nhân loại thắc mắc không biết chuyện gì, một chuyện còn kỳ lạ hơn đã xảy ra. Cuộc sống của mọi người xuất hiện bất thường, những người thân đã chết lại lần lượt xuất hiện bên cạnh. Họ nói ra những điều tương tự: các người không cần phải sợ, tôi là người giám sát trái đất, đến đây để giúp đỡ nhân loại. Trong thế giới của các bạn có đầy rẫy các cuộc chiến, thiên tai do con người tạo ra ở khắp mọi nơi, khoảng cách giàu nghèo quá rõ ràng, sự xuất hiện của tôi sẽ thay đổi chúng, sự bất công sẽ kết thúc, nhân loại sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim. Đúng như dự đoán, khi một nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh xuất hiện, nhân loại sẽ có sự thống nhất chưa từng có. Các nhà lãnh đạo của các nước đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Nhà lãnh đạo đều cho rằng đây là con đường của người ngoài hành tinh. Không có bữa ăn nào miễn phí, nhất định đằng sau có lý do nào đó. Mọi người cũng bán tin bán nghi, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể yên tĩnh chờ xem. Không lâu sau, các nước đang chiến tranh trên toàn cầu đã hoàn toàn chấm dứt chiến tranh. Tôn trọng những người bị chiến tranh tàn phá, cũng đã đặt cho anh ấy cái tên tuyệt vời là Supermaster. Nhưng vẫn có một số ít người không chấp nhận Supermaster, cho rằng người ngoài hành tinh giống như đang nuôi lợn, sau khi vỗ béo xong, cuối cùng sẽ chuyển đến lò mổ. Một số cư dân bình thường thậm chí còn hoảng loạn hơn. Mọi người đều thảo luận về nó. Lúc này, nhân vật nam chính Ricky của chúng ta làm gián đoạn cuộc thảo luận của mọi người. Anh nghĩ rằng năng lực của Supermaster rất mạnh mẽ, cho dù đó là giúp đỡ con người hay xâm lược con người, không ai trong chúng ta có thể cạnh tranh được với ông ta. Tốt hơn hết hãy nằm yên sống một cuộc sống tốt đẹp. Kết quả, tối hôm đó, Supermaster nhà đến nhà Ricky. Đầu tiên là TV xuất hiện dị thường, các thiết bị điện tử bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Ngay sau đó, các thiết bị điện trong phòng cũng lần lượt xuất hiện bất thường. Ricky chạy ra cửa sổ xem thử, bên ngoài yên tĩnh, bạn gái cũng cầm khẩu súng ra, nhưng Ricky đã ngăn cản hành động của cô. Lúc này, căn phòng bắt đầu rung chuyển liên tục, cả hai nhanh chóng trốn xuống tầng hầm. Chỉ khi họ nghĩ rằng đã an toàn rồi, một tia sáng xanh chiếu qua khe cửa, một ánh sáng chói lọi chiếu xuống sàn nhà. Đột nhiên ốc vít bắt đầu tự động nới lỏng, hai người và một con chó túm tụm lại trong sợ hãi. Ngay sau đó cửa tầng hầm bung ra, chư xe tiếp bị một lực nào đó đánh bay. Ricky không ngại nguy hiểm, bước ra ngoài một mình, anh thử nói chuyện với người ngoài hành tinh. Kết quả là người ngoài hành tinh đã phá bỏ cánh cửa nhà của Ricky. Lần này khiến anh ấy vô cùng sợ hãi. Khi ánh sáng ngày càng mạnh, phòng tân hôn của Ricky bắt đầu tan rã. Thậm chí chỉ trong chớp mắt, phòng tân hôn của anh ta đã tan rã từng mảnh. Trong cơn tuyệt vọng, anh đành phải ra ngoài và thương lượng. Khi anh ấy đi ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng. Ricky cảm thấy rất khó hiểu vì điều này. Nó giống như đang chào đón Ricky, mở một cánh cửa bên cạnh nó ra. Ricky nói, nếu tao đi với mày, thì đừng đụng vào người nhà của tao. Tuy nhiên, người ngoài hành tinh dường như cũng hiểu lời anh nói. Nó đáp ứng yêu cầu của Ricky, khôi phục phòng tân hôn của anh ấy về trạng thái ban đầu. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Ricky thực hiện lời hứa với người ngoài hành tinh, đi lên xe của người ngoài hành tinh, sau đó cùng người ngoài hành tinh bay lên trời. Khi anh ấy mở mắt ra lần nữa, đã đến một khách sạn 5 sao. Ở đây có chiếc giường quen thuộc của anh và những bộ quần áo không thể quên của anh ấy. Hóa ra là đây là phòng trang mặt của anh ấy với vợ. Tuy nhiên, Supermaster ngoài hành tinh đã không xuất hiện, chỉ có âm thanh phát ra sau một tấm gương và nói với Ricky chính mục đích của chuyến đi này, đó là cải thiện khả năng chịu đựng tinh thần của con người. Nhưng trong thời gian này cần một người đưa tin. Ricky nói, dọa tôi sắp chết, còn khiến nhà tôi tan nát như vậy, chỉ để tôi trở thành người trung gian. Supermaster để thể hiện sự chân thành, đưa cho Ricky một cái bình ngoài hành tinh. Cuối cùng Ricky cầm cái bình lên, nhưng anh không biết là lúc
này tin tức ở khắp mọi nơi đều thông báo về việc anh ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Quân đội đã hành động ngay lập tức và một số lượng lớn các phóng viên đã tập trung bên ngoài căn nhà của anh. Supermaster đã đưa anh trở về nhà, sau đó anh bị cảnh sát bao vây, ép hỏi anh đã nghe thấy và nhìn thấy gì. Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra với Ricky, còn yêu cầu Ricky đưa cái bình kia ra. Khi anh giao nó ra, anh đã cố tình mở nắp ra. Ngay sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đã được khởi động. Tỷ lệ phục hồi bệnh tật của con người trên toàn cầu ngay lập tức đạt 60%. Điều này cho thấy là người ngoài hành tinh đã làm được tất cả những gì họ nói. Và Ricky cũng được mệnh danh là người phát ngôn của Supermaster, đã tham gia các cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông. Supermaster thông qua người trung gian biểu đạt suy nghĩ, xem mọi người cũng tin tưởng hơn vào Supermaster. Chỉ trong 6 tháng, nhân loại cuối cùng đã mở ra một thời kỳ hoàng kim. Mức sống của người dân được cải thiện nhảy vọt, và chuyện tiếp theo xảy ra, nó đã khắc sâu ấn tượng tốt của mọi người về Supermaster. Milo từ nhỏ hai chân đã không thể đi lại được, đêm nay có một tên buôn ma túy tìm đến mẹ cậu. Cô cho rằng đây là đồ chơi của con trai sao? Đưa súng cho tôi. Thấy mẹ bị bắt nạt, Milo không chịu nổi, cậu hét vào mặt kẻ buôn bán ma túy. Kết quả là cậu đã bị một tên buôn ma túy bắn chết một cách tàn nhẫn. Bỗng bầu trời bật ra ánh sáng xanh chiếu vào những kẻ buôn bán ma túy. Ngay sau đó, tên buôn bán ma túy đi về Tây Thiên. Khi người mẹ đau đớn ôm Milo bật khóc, chùm ánh sáng lại chuyển sang hai mẹ con. Ngay sau đó phép màu đã xảy ra, Milo thực sự đã sống lại, và đôi chân tật nguyền của cậu cũng đã được chữa lành. Cậu đi chậm về phía tên buôn ma túy, nhìn tên buôn ma túy sủi bọt mép. Milo nhận ra rằng tất cả những điều này là do Supermaster làm. Và sau khi Milo lớn cũng sẽ trở thành nam chính của những tập tiếp theo. Rất nhanh chuyện này đã được đưa lên tin tức. Hảo cảm về Supermaster trong lòng người tăng lên gấp đôi. Con người ngày càng tin vào Supermaster. Nhưng vẫn có một số người vẫn không thay đổi. Họ thành lập quân đoàn tự do chống lại Supermaster. Hơn 20 triệu người. Nhưng hầu hết mọi người vẫn tin vào Supermaster. Những người này còn bắt cóc người phát ngôn của Supermaster. Mục đích là để Ricky nói hộ họ. Rõ ràng là Ricky vẫn tin vào Supermaster. Và tất cả những chuyện này đều bị mọi người nhìn thấy. Supermaster đã bắt đầu phát sóng trực tiếp toàn cầu, để mọi người thấy những hành động xấu xa của quân đoàn tự do. Quân đoàn tự do không nhận được sự giúp đỡ của Ricky. Chuẩn bị giải quyết Ricky, ngay tại thời điểm viên đạn được bắn ra, thời gian đột ngột dừng lại, viên đạn lơ lửng giữa không trung, mọi người đều nhìn thấy tất cả. Sau đó tín hiệu bị ngắt, tất cả các thành viên của quân đoàn tự do đều đứng im. Ngay cả những vật thể trong không gian cũng bị dừng lại. Chỉ có Ricky mới có thể di chuyển được. Rõ ràng tất cả những điều này đều do Supermaster làm. Kể từ ngày đó trở đi, quân đoàn tự do rơi vào tình trạng suy sụp. Người đứng đầu quân đoàn cuối cùng đã chọn cái chết. Mọi người càng tin rằng Supermaster muốn giúp đỡ nhân loại. Nhưng từ biểu cảm của thiên tài Milo có thể nhìn ra, mặc dù đôi chân của cậu đã được chữa lành, nhưng cậu vẫn không vui. Milo nói, mình chưa bao giờ cảm thấy thế này khi ngồi trên xe lăn. Thật khác biệt và đáng sợ. Cái mất 15 năm đã trôi qua. Với sự giúp đỡ của Supermaster, kinh tế được thúc đẩy mạnh. Mọi người không còn làm việc để kiếm tiền. Mọi người không còn lo cơm ăn áo mặc. Tất cả đều trông trẻ hơn so với 15 năm trước. Trái đất đã được biến đổi thành một thiên đường không tưởng. Điều này hầu như đáp ứng nhu cầu của tất cả con người. Đây cũng là lúc Supermaster và con người gặp nhau. Mọi người đều mong chờ giây phút này, háo hức được nhìn thấy vinh quang của nó. Chỉ thấy một con tàu vũ trụ khổng lồ của người ngoài hành tinh đang từ từ hạ xuống. Trong sự hoan hô của mọi người, kể từ khi họ đến trái đất cách đây 15 năm, mọi người chưa từng đến gần con tàu của Supermaster như vậy. Với sự xuất hiện của một chùm ánh sáng, mọi người ngay lập tức đều nín thở. Khi ông ta từ từ bước xuống các bậc thang, mọi người không thể tin được, Supermaster hóa ra là một con quái vật có một đôi cánh. Thấy được hình ảnh này, mọi người gần như nôn mửa ra, thậm chí trong lòng còn nghĩ là, đây chẳng phải là hình dáng của con quỷ trong truyền thuyết sao? Có lẽ đây là nó trước khi niềm tin được thiết lập. Lý do tại sao không muốn gặp mọi người, cho đến nay, Supermaster cũng đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên tiến hóa con người bị xem như là lợn, trái đất đã biến đổi thành một thiên đường không tưởng, mọi người không bận tâm về công việc. Mọi người lớn lên hạnh phúc như những đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, không có chiến tranh ở đây, không bị bệnh tật làm phiền, mọi thứ vật chất cũng sẽ được cung cấp đầy đủ, càng sống mọi người càng khỏe mạnh, mà những thứ này đều do một người ngoài hành tinh được gọi là Supermaster làm nên. Họ xâm chiếm trái đất để giúp loài người tiến hóa, không ai biết là mục đích của hắn biến đổi loài người là gì, có phải hay không giống như nuôi một con lợn, đầu tiên là nuôi béo rồi sau đó đem đến lò mổ. Cho đến một ngày, nhà vật lý thiên văn học Milo xuất hiện. Milo đã nghi ngờ Supermaster từ lâu. Tình cờ phát hiện ra sự bất thường của con người. Trẻ sơ sinh có siêu năng lực. Trong nhóm trẻ em này, có một cô bé tên là Jennifer là bất thường nhất. Chỉ cần là cô bé giơ tay lên, tất cả trẻ em cùng độ tuổi sẽ giống như nghe thấy lời triệu hồi. Chúng nhìn lên bầu trời, từ từ cũng đưa tay lên cao. Giáo viên bị chúng dọa sợ đứng hình. Jennifer.
và chúng cũng sẽ đọc ra tên của Jennifer. Đến tối, những đứa trẻ này không ngủ, mà toàn bộ sẽ đi đều đến nhà Jennifer. Cho đến khi trời sáng, bọn họ vẫn đứng yên như vậy. Bố của Jennifer không thể chịu đựng được nữa, anh ra ngoài sân thuyết phục lũ trẻ nên về nhà. Nhưng những đứa trẻ này im lặng không nói gì, bất động đứng yên tại chỗ. Anh rất thắc mắc chuyện này. Lúc này, ngày càng nhiều trẻ em đi đến, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Sau đó, mẹ của Jennifer nói với cô bé, có rất nhiều người bạn mới của cô bé đang ở bên ngoài. Cũng hỏi Jennifer là tại sao họ muốn gặp cô bé. Nhưng cô bé đã nói với mẹ mình là, mẹ đừng vì vậy mà sợ. Tất cả những điều kỳ lạ này có nghĩa là gì? Lẽ nào những điều này thực sự là một âm mưu của Supermaster? Hai vợ chồng thật sự bức xúc khó hiểu. Lúc họ lái xe rời khỏi đây, những đứa trẻ lại chặn đường của anh ấy. Chỉ thấy Jennifer đưa hai tay lên, bọn trẻ ngay lập tức bước sang hai bên. Cô bé thực sự là thủ lĩnh của những đứa trẻ này. Mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Mỗi khi đến tối, Supermaster cũng sẽ phái địa cầu đến và thực hiện các bước thay đổi đặc biệt đối với con người. Vậy mục đích của họ trong việc biến đổi con người là gì? Con người đều không biết. Không lâu sau đó, Supermaster đã tiến hành một buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu. Hắn đã nói với tất cả nhân loại là thời gian 10 năm hạnh phúc mà mọi người được hưởng sắp kết thúc. Bản thân hắn đến từ một nền văn minh cao hơn được gọi là trí tuệ siêu việt. Đó là trí tuệ tối thượng của toàn thể vũ trụ. Nó chỉ là một nô lệ siêu thông minh. Biến đổi con người cũng chỉ là phục mệnh hành động mà thôi. Mọi thứ dường như tự nhiên thuận lợi như vậy. Cả các nhà khoa học, nghệ thuật, cuộc sống, sự tiến hóa đều là chiêu bài cũ. Khi nhân loại đắm chìm trong thiên đường hạnh phúc, sẽ không có nghi ngờ điều gì cả. Sự thay đổi của Supermaster đến quá đột ngột. Tất cả những đứa trẻ giống như phi thuyền bay lên trời. Cả đều trôi lên bầu trời. Chỉ còn lại bố mẹ của họ đang đau khổ khóc trên mặt đất. Điều này chắc chắn khiến con người mất cảnh giác. Mà đối với những con người sống sót, Supermaster cũng sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của họ sau này. Nhưng họ sẽ không còn khả năng sinh đẻ nữa. Nếu có thai cũng sẽ sảy thai ngay lập tức. Và những người sống sót này cũng sẽ là những người cuối cùng trên trái đất. Cho đến nay, Supermaster cũng đã hoàn thành giai đoạn thứ hai của quá trình tiến hóa trái đất. Đây là khung cảnh tồi tệ nhất trước khi trái đất bị hút khô. Con người đã trở thành những con lợn ngu ngốc, đầu tiên được nuôi béo tròn rồi sau đó bị đem đi giết thịt. Trái đất không có con người, trở thành một đống lộn xộn. Anh trở thành người cuối cùng trên trái đất. Đã 85 năm kể từ khi anh đến trái đất. Nhóm người cuối cùng từ sớm đã bị tiêu diệt. Là con người cuối cùng trên trái đất, nghĩ về cái chết của mình sắp xảy ra trên hành tinh mẹ này, anh ấy không kìm được nước mắt. Khi năng lượng tiếp tục cạn kiệt, trái đất bị hủy diệt trong tích tắc. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ Supermaster. Supermaster đã ban cho loài người một sự yên tâm và sau đó đá bay tất cả trẻ em trên trái đất. Những người còn sống bây giờ trở thành những con người cuối cùng trên trái đất. Và Supermaster sẽ để cho nhóm người này tận hưởng xong khoảng thời gian hạnh phúc của phần đời còn lại. Sau đó, Supermaster đã thành lập một viện nghiên cứu. Nó dùng triển lãm động vật như một cái cớ để nhà vật lý Thiên Văn Milo giúp thu thập tất cả động vật trên trái đất, sau đó chuyển về hành tinh của chính nó. Milo đã nghi ngờ Supermaster từ lâu, nhân cơ hội này xâm nhập vào phi thuyền của Supermaster, lẻn ra hành tinh của họ để xem chuyện gì đang xảy ra. Bạn gái đau lòng không muốn, vì phi thuyền phải bay mất 100 ngày, tương đương với 80 năm ở trái đất, ngay cả khi anh có thể sống sót trở về trái đất. Lúc đó bạn gái của anh cũng không còn sống nữa. Sau nhiều ngày bay với vận tốc ánh sáng, Milo đang ngủ trong túi chân không thức dậy. Sau đó anh ấy cũng gặp được Supermaster. Supermaster đã nói cho anh biết sự thật của tất cả những chuyện này. Hóa ra là cuộc xâm lược trái đất đã được lên kế hoạch từ lâu. Sự kết thúc của nền văn minh nhân loại đã được lên kế hoạch. Có một sinh vật có trí thông minh cao nhất trong vũ trụ, tức là Supermaster của Supermaster. Họ biến đổi hành tinh chỉ để làm những gì họ được giao. Trong hàng trăm nghìn năm này, đã biến đổi sự sống trên vô số hành tinh. Sau khi nâng cấp hoàn tất, sẽ gửi đến chỗ của siêu trí tuệ. Milo thực sự không hiểu sự chấm dứt của siêu trí tuệ là gì. Yêu cầu muốn được gặp siêu trí tuệ, Supermaster cũng đồng ý với yêu cầu của anh và đưa anh đến không gian nơi có siêu trí tuệ. Chỉ nhìn thấy một chùm ánh sáng khổng lồ chiếu lên bầu trời. Milo khát vọng muốn biết sự thật về sự tiến hóa, cũng rất kích động. Khi chùm sáng đến gần hơn, Milo đi vào một không gian không xác định. Hóa ra là siêu trí tuệ không có thực thể, đó chỉ là ý thức chung của toàn vũ trụ, bao gồm những sinh mệnh đã biến đổi và những đứa trẻ bay lên trời vẫn chưa chết. Mà chúng đã trở thành một phần của siêu trí tuệ. Đây là lý do tại sao siêu trí tuệ biến đổi trái đất. Sau khi biết điều này, Milo tin rằng con người không thể chống lại được. Là con người cuối cùng trên trái đất, anh ấy không muốn sống tạm trong vũ trụ, nên đã xin Supermaster để anh trở lại trái đất để sống hết cuộc đời của mình. Supermaster đã hoàn thành ước nguyện của anh. Khi anh trở lại trái đất một lần nữa, nhóm người cuối cùng đã ra đi từ lâu. Trái đất lúc này vô cùng hỗn loạn. Là con người cuối cùng trên trái đất, anh cầu xin Supermaster hãy giữ lại trí nhớ của anh. Supermaster đã đồng ý. Dấu vết cuối cùng của nền văn minh loài người trên trái đất cũng được ghi lại vào thời điểm này. Sau đó anh lại nhìn vào vùng đất rộng lớn. Lúc này, một tia năng lượng khổng lồ xuất hiện trước mắt anh. Hóa ra sự diệt vong của trái đất liên quan đến cô bé Jennifer có siêu năng lực. Năng lượng của trái đất bị cô bé hút đi.
Sau đó, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt. Milo lúc này đã rơi nước mắt, với sự mất mát lớn về năng lượng, trái đất đang dần khô cạn. Sau một tiếng nổ lớn, hành tinh đã nuôi dưỡng chúng ta trong nhiều năm đã sụp đổ, để lại một mảnh buồn ảm đạm để đánh dấu sự tồn tại. So với Tam Thể, đây là bộ phim về ngày diệt vong có tính nhân văn và lãng mạn hơn, khiến mọi người cảm thấy như một kiểu thấu xương, vẻ đẹp thanh tao và thơ mộng của sự si mê và u buồn. Bên ngoài nhận thức của con người, trong một vũ trụ to lớn không thể lý giải, chúng ta chỉ là một hạt bụi. Nhưng khi bụi bay đi sẽ có một bài âm nhạc có thể bị nghe lén trong 1 tỷ năm nữa kể từ bây giờ. Bộ phim tên là Childhood End. Bạn nào thích có thể đi xem phim.